lỗi nhịp. Con đường nào sẽ mang em về đây với anh? Con đường nào giúp anh trở lại vị trí cũ? Đang yên vui say đắm ngọt ngào, thương trường đâu anh là hạnh phúc nhất. Và người ấy từ đâu đến bên đời em? Bỗng dưng anh trở thành người thứ ba. Sẽ không giật dây, sẽ không phải níu kéo, bởi tình yêu chỉ có hai người là quá đủ. Con số ba sẽ trở nên dư thừa, người thứ ba chỉ được nhìn không được khóc. Anh vẫn thầm lặng đứng sau nhìn em bước, sâu sắc yêu em nhưng anh đây không muốn chạy dài. Người ấy cho em được nhiều thứ anh không thể cố giấu được mặt bước đi. Sâu nước mắt bước đi trong nghẹn ngào.